Các bạn thân mến, vừa rồi là các bạn xem hai con mồi già, hai con mồi lũa của Thao đấu nhau. Nên là con mồi ở gần cái dây vàng này mình đánh dấu đấy, là con mồi này cực hay. Đó, âm của nó là âm thổ đấy, và có đồng rất nhiều. Cái con mồi này thì lúc chơi các bạn thấy là nó cũng đây là treo chứ không phải là ra rừng, mà chơi rất là đủ nước. Nó là con clip số 8.000, mình đặt tên nó là clip số 8.000. Nếu như anh em nào muốn tìm thấy một con chim có chất chơi mà để chơi thì các bạn có thể liên hệ cho mình theo số điện thoại là 0163530982. Mình xin tự giới thiệu, mình là Thao Cô Gái trên kênh Chim Cô Gái Hay ở trên YouTube và trên Facebook đó. Thì các bạn thấy là những cái clip này mình đăng, mình sẽ hôm nay là ngày 29 tháng 8 đó, là cái clip này là mình đăng để mình cho hai con mồi sáng ra, cho nó đấu đá một chút cho nó căng chim đó. Hai con này thì đều là có âm đồng đó. Con clip dây vàng này là clip số 8.000. Kính chúc các bạn và các bác một buổi sáng thật rực rỡ. Và đặc biệt là tối nay sẽ có một trận giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Đó, con kia âm đồng, con này âm. Đó. Hôm nay trời mưa, ngoài trời đang mưa các bạn ạ. Ngoài trời đang mưa nhưng mà cái thời tiết thì nó hơi ẩm, hơi ỉu, nhưng mà những chú chim của chúng ta vẫn căng như vậy.
Con còi là con clip số 2000, con đuôi dài nha anh em nha. Con 8000 lại chơi. Có khổ. Đang ra ngồi uống nước nghe chim gù đấu. Còn 8000 này chơi quá đỉnh luôn, con này đỉnh nhất trong nhà luôn. Trời đang mưa. Các bạn thân mến thì nó cũng là một cái duyên để mình đến với con chim cu này các bạn ạ. Từ cái thời chăn trâu cắt cỏ con nít, mình đã có những cái lúc nuôi những con chim bay theo tay uống nước dãi. Nó trở thành một cái yêu thích của mình. Sau này thì lớn lên thì có gia đình, có cuộc sống riêng thì vẫn cứ nuôi. Thế thì không ngờ là nuôi một vài con sinh đẻ tốt thì bây giờ mình đã gây dựng được một cái trang trại chim cu nho nhỏ tại quê hương Ba Vì. Từ người đó thì mình cũng đăng trên cái kênh mạng xã hội như kênh YouTube và kênh Facebook với cái tên là Chim Cu Gáy Hay. Thế sang đến năm 2018 thì mình cũng có mạnh dạn là đầu tư một cái website là chimcugáyhay.com. Đó thì mục đích của mình xây dựng cái
đó, mình vừa nhìn thấy một con nó gù, nó gù. Ok, đánh nhau. Chim bắt lạt, con chim lớn bắt lạt con chim bé đang thuyết trình các bác là phải tạm dừng. Thì mục đích của mình xây dựng lên là để đầu tiên nó là muốn tạo thành một cái sân chơi bổ ích cho tất cả các bác cao tuổi cũng như các bác trung niên và đặc biệt các anh em còn đang trẻ và các cháu nữa. Cái mục đích là như vậy. Sau này thì mình mới đi vào cung cấp ra những cái chú chim. Thì thời gian đầu thì cũng chơi với một số anh em đi bẫy, mình cũng không 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 hay đi bẫy. Thì bà anh em dùng cái chim thì nó cũng có cái sự gọi là chim rừng mà. Thì thường là người ngoài những việc làm mồi chim giàn chim đấu ra thì nếu mà để mà thuần túy thì rất khó, độ độ thuần những con chim mồi chim rừng là phải nhiều năm. Thế thì sau đó nắm bắt được cái nhu cầu thế thì mình cũng quyết định mình đầu tư dàn trại, một cái trang trại với quy mô hàng nghìn con. Mục đích là mình sẽ thuần hóa từ nhỏ các bạn ạ. Mình đầu tư máy ấp trứng, đầu tư cái dàn chim Nhật Pháp để làm vú nuôi, và cam kết với các bạn là cứ 10 ngày, 7 ngày đến 10 ngày mình mang ra mình bón. Ví dụ như cái loại này mình bón thì các bạn thấy là con chị nó lụy con em, mình cứ để vừa ăn vừa uống như thế này. Đó. Các bạn thấy là đây là cái một 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 lứa, thì các bạn thử thấy là con chim nó như thế này, mình đã mang ra mình bón rồi. Đó. Con chim nó như thế này. Đó. Thì con chim nó rất là nhỏ đúng không ạ? Con chim nó rất là nhỏ. Đó. Đây các bạn thấy cái chim này rất là nhỏ, nó vẫn còn chưa hình thung ra thế nào cả, mình đã nuôi bộ nó rồi. Đó. Các bạn thấy gù âm đồng ghê chưa, rung chưa? Đó, thì xin lỗi các bạn là mình còn vừa có điện thoại. Thì cái nứa này là nứa lụ nhất ở đây. Thì thường là cũng có các bác mà rất thích mua những cái loại này về để bón tiếp và nó biết ăn. Thì chia sẻ với các bác là các bác dùng một cái khay đá nhựa ở kia các bạn đựng nước. Khay đá này các bạn đựng 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 lúa và cám gà. Nó rất là nhanh các bạn nhé. Các bạn cứ tối đến là các bạn mới bón, hoặc là một ngày các bạn có thể bón, ban ngày thì các bạn bón lưng lửng diều thôi. Đây này, như thế này là tí nữa tầm 10 giờ sáng là mình chỉ bón lưng lửng diều thôi. Thế thì để cho nó đói, trong cái cơn đói đó thì nó sẽ phải gì, các cụ nói rồi, đói thì đầu gối phải bò. Nhìn thấy con chị con anh của nó ra đây ăn thì nó cũng sẽ ăn đấy, kể cả uống nước cũng thế thôi. À, đấy là cái nứa này, nứa nhỏ nhất. Cái nứa giai đoạn 2, giai đoạn 2 thì báo cáo với các bác là số lượng đây. Giai đoạn 2. Ok, sáng ra rồi, cho mình cho ra ngoài để cho nó ăn uống khỏe mạnh một chút. Clip này hôm nay dỗi, mưa gió mình chả đi đâu được. Các bạn ạ. Mình cho cái clip nhà tiệm mình làm clip này
một phần là cũng chia sẻ, một phần là giới thiệu về bản thân nhưng các bạn đừng nghĩ, mà tất nhiên là nó cũng là quảng cáo thôi. Làm cái gì thì bây giờ cũng phải quảng cáo, nói là mình là ai, mình có cái gì để cho mọi người biết. Đó. Ok, thì ở đây báo cáo với các bác là những cái đây lứa này thì là lứa này là lứa đàn anh đàn chị rồi. Đó. Các bác biết là một cái bu này nó gần 30 con chim. Đó. Mà mỗi một con là nó đeo một cái khuy ở chân, đeo số má đàng hoàng. Mình lấy ví dụ một con ra. Đấy. Đấy các bác. Ok. Báo cáo với các bác là ví dụ là như vậy. Vậy vị trí là những chú chim như này thì nó đã đeo khuy ở chân đây. Ví dụ các bạn thấy là con này là con số mấy, con này là con số số một. Ok. Đó. Các bạn biết tại sao mà con chim khi mình đưa tay vào nó đó, những cái lúc này mình có thể cho nó uống nước dãi của mình. Đó. Đấy. Tại sao một con chim nó lại thuần như thế này, nó nhao tay như này? Bởi vì chúng ta đã thuần hóa nó từ lúc nhỏ, nó theo một cái đây các bạn thấy nó há mồm, nó há mồm. Thế đầu tiên thì mình không phát hiện cái điều này đâu. Đầu tiên là trước kia là mình cứ bón bằng mọi cách, và sau khi mình bón hàng vạn con chim non thì mình sẽ có một cái cách để mình nuôi con chim nó còn khéo hơn cả mẹ nó nuôi luôn. Thứ nhất là mình nuôi thì nó đủ dinh dưỡng. Đó, các bạn thấy không? Nó bay lên tay mình, nó nhào vào người mình. Đấy. Đấy, nó nhào cả vào điện thoại luôn. Ok. Nhào cả vào điện thoại luôn. Các bạn thấy đây là một con chim. À, mình chia sẻ với các bạn là khi nó nằm trong ổ tầm 7 ngày thì cái dinh dưỡng của nó bắt đầu cần rất nhiều, và thường cái cách các bạn nuôi ngoài nuôi thì nó không thể như ngoài thiên nhiên được. Các bạn lót ổ rồi các bạn dùng rổ nhựa rồi dùng những cái thiết bị khác, vật liệu khác, thường là các bạn hay bị con chim nó bị lỗi móng, nó xoạc. Một phần là do nó không đúng với nguyên bản ở ngoài thiên nhiên. Ngoài thiên nhiên nếu như các bạn không nhầm thì đó là những cái sợi cước, đó là những cái sợi dễ tre, và đó là những cái gân xương của cái cọng lá. Và ổ tổ thì nó rất thưa, nó là lấy vật liệu từ những thiên nhiên. Chính vì con chim non ở ngoài thiên nhiên nó có những cái cọng như thế thì cái gân của nó được bấu, được hoạt động. Một số các bác nuôi không có kinh nghiệm, các bạn mới nuôi các bạn cứ chăm nó như là chăm quá. Nghĩa là các bạn làm bằng, có thể là nót bằng cái vây cái gì đó nó không đúng, không gần với cái kia. Nó nhẵn quá, nó rộng quá, nó không đạp được, nó xoạc như kiểu là mình để trên một cái nền nhà trơn ấy. Thì bản thân con chim sinh ra này nó chỉ có một bộ cánh và đôi chân. Nó là một cái mà bắt buộc nó phải phát triển. Cánh để bay và chân thì để bộ. Các bạn thấy mình đầu tư cái nhà lưới này, một phần là để cho có những con nào nó giật mình nó không ra mất. Đó. Mình sẽ dùng một con này để tiếng gọi đồng ngoại thì mình gọi con kia xuống các bạn ạ. Mình sẽ chứng minh. Mình sẽ chứng minh thì mình con kia nó sẽ xuống đây. Ở cái giai đoạn này thì các bạn không nên cho nó ăn. Các bạn nên để đói và các bạn nên đưa tay như thế này để cho nó có hơi tay. À, những chú chim này là những chú chim khách các bạn nhé. Đó. Thì mình tạm thời mình không nói tiếp về cái việc gọi con kia xuống. Mình nói là một cái nỗi là các bạn hay để nó bị xoạc chân. Chân nó móng nó bị khoăm. Đấy, ví dụ như cái tay, cái chân của nó đây. Bình thường nếu như mà trong quá trình nuôi từ lúc nhỏ, mình để vào trên cái sàn lồng như thế này, là nó có những cái tay. Đây. Đây. Các bạn thấy không?
cái chân nó bấu như này, cái gân của nó phát triển rất tốt, nó không bị xoạc, nó có cái tư thế bấu của nó. Mà kể cả con chim già sau này các bạn thấy, các bạn lên tìm những cái cầu bậu như cái kia đó, thì nó sẽ gì, bằng tre bằng gỗ nó sẽ không lạnh chân, và nó vừa cái tầm ôm như kiểu là một vận động viên viết xào đơn xào kép ấy. Nó không được cỡ tay mà không được nhỏ quá. Đấy là các bạn nên để giữ cho cái con chim nó có gân chân và nó khỏe. Nếu như các bạn mà làm nó trơn thì nó sẽ bị hỏng hỏng thường là cái nó bấu cái này đúng không, nó bấu cái này, nhưng mà một số bạn hay bị nó quèo cái này đây, nó quèo cái này, nó bị quèo, nó bị bại, nó bị khoăm, thì đấy là làm cho con chim nó bị tật bẩm sinh, không phải tật bẩm sinh mà tật do lỗi người nuôi. Thì các bác thân mến, là mình chia sẻ về cái nỗi như vậy. Cái nỗi thứ hai mà các bạn gặp phải là các bạn nuôi với số lượng, nếu như một vài người nuôi ít không sao, nhưng mà nuôi các bạn cứ cho vào những cái chỗ các bạn làm nó không, nếu như các bạn hình dung khi ngày xưa tôi nhớ cái thời chăn trâu cắt cỏ ấy, các bạn đi nhìn thấy một tổ chim cu gáy, các bạn nếu như các bạn nhìn từ dưới gốc lên, các bạn nhìn thấy lọt ánh sáng lên bầu trời, nếu như thấy hơi sáng sáng quầng quầng thì chứng tỏ là có trứng, vẫn chưa có con, và mẹ nó vẫn còn đang ấp. Còn nếu như các bạn mà làm nhìn thấy nó đen xì thì có nghĩa là con nó nằm nấp kín ánh sáng, các bạn nhìn ngược lên các bạn không thấy ánh sáng lên trên. Đấy, tôi xin để lại số điện thoại là 0163530982 và cái địa chỉ là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Tôi tên là Thao, rất là thẳng thắn và nghiêm túc trong cái việc kinh doanh chim mà duy nhất là chim cu gáy. Nếu như các bạn gặp một vấn đề về chim cu gáy hoặc là muốn có nhu cầu gì về chủ đề con chim cu gáy, muốn tìm một con chim cu gáy mồi, chim cu gáy khách hay, hay là một cặp chim bố mẹ đang sinh sản ổn định hoặc chuẩn bị sinh sản, hoặc là những chú chim giống như thế nào, hoặc là những chú chim trần, hoặc là những có nghĩa là những cái sản phẩm của tôi ra là cái sản phẩm về con chim cu gáy, có thể là gáy Thái, gáy Ta, nhưng mà tôi chủ yếu là gáy Ta, gáy Mã Ngỗng Phấn Hồng Bắc Bộ và Âm Thổ. Thế còn những cái phát sinh nguyên nề thì tôi phục mục đích là tôi cũng muốn có đầy đủ màu mè trong cái vườn hoa của tôi để phục vụ bà con và anh em. Có những người lại rất thích gáy Thái, có những người rất thích gáy bông đầu, mơ đầu, có những người thích gáy hồng, có những người thích gáy bẫy, có những người thích gáy bổi, gáy nuôi, nó muôn màu các bạn ạ. Cái thú chơi chim thì nó đặc biệt là con chim cu gáy, nó chỉ cần một chút, một vài cân lúa với một cái lồng thì một nghệ nhân, một người có thể chơi cả năm rồi. Thứ nhất là tiết kiệm, thứ hai là nó sạch sẽ. Đó. Đấy các bạn đấy, thỉnh thoảng nó gù. Đó. Tiết kiệm đúng không? Thì và đặc biệt là cái văn hóa của người Việt Nam, nó là văn hóa của người Á Đông. Đó. Văn hóa đặc biệt là Á Đông lại là văn hóa của người Việt Nam. Nó gắn liền với cái tấm áo dài, cái gốc đa, cái lũy tre làng. Vào lúc 10 giờ sáng, tiếng chim cu gáy thúc rồi gáy gọi, rồi có những cái mà âm thanh nó phát ra khi người nông dân đang làm trên nương ngô nương nạc, vắt ngang cán cuốc, ngồi lên cán cuốc nghỉ và nghe thì tiếng chim cu gáy, thì không biết là các bác có cái cảm giác như vậy hay không. Đấy, nó rất là khoan thai, nó rất là êm ả, nó rất là đồng quê, nó rất là yên bình, không ai có thể tả được cái văn hóa của cái nếu như một người nước ngoài phương Tây, họ có thể nghe một bản nhạc nước ngoài, bản nhạc nhẹ, bản nhạc thính phòng, người ta cảm thấy cái hay. Thế nhưng mà mình thì mình nghe cái nhạc của họ mình không thấy hay mấy, bởi vì mình không phải văn hóa của họ. Nhưng mà người phương Tây họ không hiểu được cái tiếng chim cu gáy như thế nào đâu. Đó, nó gắn liền với cái văn hóa, gắn liền với cái cuộc sống và cái nếp sống của người Việt Nam các bạn ạ. Từ cái điều đó
tôi đã đam mê và tôi đã quyết định gây dựng được, duy trì cái văn hóa đó. Tất nhiên là mình vẫn là tôi thấy có một cái điều rất hay là chúng ta là chơi chim và nuôi chim, nó không phạm một cái gì cả, không phạm. Đến giờ phút này là tôi khẳng định là các bạn biết là